Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp nhận 100.000 tóc cần ri. Trước khi vào giới thiệu tham gia chương trình này góp, mình có thông báo cho tất cả các bạn là ai đã có làm theo mình một cái dự án là nhận được 100 tóc cần N1CE này các bạn. Thì hiện tại nó đã phân phối các bạn. Mỗi ngạc được 20 đô các bạn. Mình đã được 20 đô các bạn. Thì lịch sử giao dịch của mình này các bạn. Mình đã swap qua 20 đô BUSD các bạn. Rồi. Thì để đủ điều kiện tham gia chương trình AGOP này thì các bạn cần phải giữ ít nhất là một nút trong ví nha các bạn. Thì một nút này thì các bạn mua trên sàn nút chấm money nè, bạn chạy trên nền tảng của HobiEcoGen nha các bạn. Thì trước kia thì dự án giữa Monship và nút thì mình cũng đã về các bạn. Giữa Monship này mình đã về nhưng mà nó không có giá trị gì cho mình nên không có hướng dẫn các bạn claim luôn các bạn. Rồi thì để tham gia chương trình AGOP này các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở tới rộng start chatbot nha các bạn. Rồi. Các bạn lướt sang các bạn, 23 - 16 = 17 nè. Ơi sorry các bạn, âm 17 chứ. 33 - 34 = 59. Ủa. Bằng 29 các bạn. Rồi, dòng đầu tiên thì email wallet address thì các bạn copy cái địa chỉ với Hubia của Chen mình nha các bạn. Bạn nào chưa tích hợp mạng Hubia của Chen vào MetaMask thì các bạn tích hợp vào đi các bạn. Các bạn bấm một nhận nè. Rồi bạn sao chép đây nè. Rồi bạn gọi đi cho bot nè các bạn. Rồi 100, 200, 10.000, 20.000, 30.000 phan các bạn đem coi các bạn. Rồi thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn xôn xào kênh group nữa các bạn, quanh xôn xào nè. Sau khi cho anh chào xong thì các bạn mới đập ra chương trình AGOP này, nó phân phối vào ngày 30 tháng 7 nha các bạn. Ủa vào ngày 30 tháng 6 chứ, có trong danh sách nhận mà đến giờ vẫn. Rồi các bạn mới đập lên các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join vào kênh seller nữa nè. Join vào ba kênh nè. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn follow dự án này các bạn. Rồi dự án lúc này mình đã follow rồi, các bạn việc like và tôi quyết đi các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Các bạn follow tiếp nè. Dự án Ri nè. Rồi các bạn like và chỉ dẫn với tôi quýt lên các bạn. Tôi quýt lên nè. Dự án này là quý tính 100%. Các bạn bắt đập lên nè. Rồi các bạn subscribe kênh YouTube nữa các bạn. Rồi các bạn đăng ký kênh nè. Rồi các bạn bắt đập lại. Mình sẽ dính bản quyền các bạn ơi. Rồi các bạn bấm vào nút submit detail nè. Nhiệm vụ khá là đơn giản lắm các bạn. Rồi các bạn tiếp tục điền địa chỉ email của các bạn vào nè. Rồi tiếp tục các bạn điền lại follow submit, tiếp tục các bạn điền lại username tại Twitter các bạn đã follow dán nha các bạn, cộng win v nó chính what lock 100. Nào có join kênh group kênh seller không thì bạn nhấp vào đây nha các bạn. Rồi các bạn đã join rồi thì kiểm tra lại thôi các bạn. Join rồi bấm don yes. Rồi bấm yes luôn các bạn. Rồi bấm set luôn. Rồi bấm Z luôn các bạn. Rồi tiếp tục các bạn việc lấy link ghép này chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tốt cần các bạn. Thì quýt giao này nó sẽ cho các bạn claim vào ngày 30 tháng 6 tới nữa các bạn. Còn 10 ngày nữa các bạn đi làm nha các bạn. Ok vậy video mình đã hướng dẫn các bạn claim nhận tốt cần Ri đến đây. Thì bạn nào chưa có tài khoản, chưa có nút thì các bạn vào một sàn nút ở trên luôn các bạn. Và trình duyệt nè các bạn. Các bạn vào bao anh cùng, bạn vào quán đổi nè. Thì các bạn cần có một chút phí có con HT nè các bạn. Các bạn mua ra con nút nè. Trong mã thông báo. Các bạn thâu vào giúp mình là một tốc cận nút thôi các bạn. Để giữ chứng ví thôi.
mà phút cần nút này có khoảng 0.2 đô ạ. Rồi ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp giữa nút kết hợp với token ride đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình sẽ tạm biệt bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.